Thường thường mấy cô mấy cậu mà lớn lên lấy chồng lấy vợ đó thì hay đòi Ferrari, xe Porsche. Mấy em này cứ ngựa mà chơi là khỏe rồi ha. Giữ đi. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình, một nhà phỏng cũng nói về một cái phong tục rước dâu của những người dân đồng bằng sông Cửu Long. Thì ở Sài Gòn chúng ta khi mà cưới dâu thì cưới bằng rước dâu bằng xe hơi, nhưng đặc biệt ở những nơi vùng sông nước thì sẽ rước dâu bằng cái gì? Chúng ta sẽ cùng nghe hai tiếng hát Duy Cường và Thiên Ý qua sáng tác mang tựa đề Thuyền Hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về có mình thương, giữ để cho em và thiên lý. Thưa quý vị, chúng ta đã vừa